đoàn tình nguyện của thị Việt Hùng Tư Thắng, các tình nguyện viên. Ôi anh Hải ơi, để anh chân này sao nặng đi không đi đâu. Mới hơn 1 giờ sáng, đoàn đã chuẩn bị lên đường. Một cơ quan là nó như một công viên chẳng hạn, rộng cách xa như thế này. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai như hơn như Sapa. Hai vợ chồng con gái nó người Bắc Ninh quê Tân Thành. Đang lên đảo. Tiếng máy ô tô. Cháu đang đâu đấy chú, từng con cháu. Hồi chú ơi, có tôi báo lại đo xin cái. Đây chấm định ơi. Thiệt. Không, bỏ 1.000 thôi. Chè. Thế rồi. Trong này đuổi xuống cái dưới là chả con chồng lúc đi là ngắm mặt hết rồi. Nếu mày bò 1.000 thế là tính một vài thế là tính lên đây. Suối vàng thác tình yêu. Con bác này rau quả nhưng mà nó dài dài. Đèo. Không biết ạ. Bên trên đặc. Nghĩa là chỉ có xuống. Bây giờ nó xuống chứ. Nó bảo cái bản mà bị mất. Xuống thì xe mới nguy hiểm hơn đúng không? Chứ lên thì không nguy hiểm mà xuống đèo mới là nguy hiểm. Phanh phủng người đi này nọ. Mây vẫn là bay trên đỉnh núi. Còn nó xuống dốc 26 km. 26 km xuống dốc. Hết dốc là đến Lai Châu à? Đúng rồi, không, nó phải chạy. Vẫn còn một đoạn nữa, từ Than Uyên đi gần như từ Than Uyên. Than Uyên thì... Than Uyên bắt đầu mới hết. Than Uyên thì đi ngon rồi. Than Uyên thì bắt đầu mới là vãn. Mình cũng còn chơi. Mình trước là đi ngược đường này lên. Lần này đi ngược đường này xuống. Mây rất mà mịt. Than nước bên kia xe. Một tí là chúng tôi sẽ đi xuống dưới kia. Mà nói rằng là mẹ nó cũng chẳng hiểu được như là Lai Châu. Nó thuộc là tỉnh hay là nó là thành phố nhỉ? Thành phố. À cũng được thành phố Lai Châu rồi. Đây là nó mới lên. Đây là bác làm tí mây cũng chủ rồi. Đẹp chưa? Ừ. Đây. đang đuổi xuống đèo. Mây đang đuổi xuống đèo. Mà mệt. Đây rửa mặt đấy, rửa đi. Để nó cho sướng. Ê trời ơi. Từ đứng rồi, từ đứng rồi. Hết sạch đường đi kia. Nhưng mà nếu không ấy thì vẫn phải quay lại thôi. Tắt đường cái này thì làm thế nào được? Không đi nổi người ta mới bảo. À cũng xuống đầy khó khăn rồi. Đầy khó khăn. Về đường nào đây. À đến lời tài trợ như đầy khó khăn như thế này.
thì không biết là thế nào. Máy của mình ở trong đấy. Không làm gì được. Cái máy mà của em mà sao mà anh bảo em mang đi em có mang kia, đi. Để trong kia. Ừ, mang đi đi. Cái này sao quay sao đi. Ôi, được rồi. Bây giờ là 10 rưỡi. Mà bây giờ nếu quay lại thì đi theo đường phong thổ thì sẽ tốn thêm 100 km nữa. Mãi đằng kia là nơi sạt lở, không thể đi được. Bây giờ phải quay lại, đúng là một sự khó khăn cho đoàn. Thôi quay lại thôi, quay lại thôi, không làm gì được. Không làm gì được, đường độc đạo, không làm gì được. Anh này anh bảo này, đi đường này. Rơi kìa, rơi đồ em. Xe bị tụt dốc. Do có gạo ở dưới là nặng, người đó phải xuống. Lên được rồi. Đi chui chi để vượt lên trên đỉnh dốc kia. Chắc chắn là người phải đi bộ lên trên kia rồi. Ô tô có nghĩa là ô tô lên đến đỉnh dốc. Con người thì bỏ lại. Ấy. Tất cả người bỏ lại hết. Đi bộ. Trong đó có bạn Hải. Bạn Hải đương lặng lẽ. Ui, mái tiếp đằng kia. Đi bộ tiếp lên. Dạ anh đứng kia anh thì con vạch rốn anh xem đi. Như vậy đi bộ mất nửa cây số để vượt dốc. Vì xe bị tụt dốc. Đấy, xe nặng quá. À, xe phải đỗ ở chỗ bằng mới có đà có thể vọt lên được. Bởi vì là số gạo đã nặng quá, làm cho xe chịu đằng sau, không lên được. Anh em nó lên đến đuổi kịp xe sau nửa km. Không còn nghĩ là sạch bẩn gì nữa. Có nước để xả láng. Một tí nước. À còn đây thì phải đưa gạo lên phía trên. Không thì nó nặng hầu quá. Không thì các cô cứ ngồi hết lên mấy cái trên được. Chen chúc quá. Đây chú à, chú Dinh đưa đây, ní ra trong trên này động trên theo. Đấy, đưa lên. Được chưa? Được rồi. Lên đi. Đi lên đi, lên xe đi. Hy vọng là không phải tăng bo. Thôi. Em may rồi. Phải có những đoạn đường sạt lở. Cứ sạt lở như thế này. Và cái người ở nhà đường vòng lên rất lớn. Cái nhà có lũ nhà. Nêu đèo. Không biết xe có để ra được không. Cãi nhau mới vô thuyền. Chết rồi. Gây quá. Gây quá lại đi bộ đến nơi rồi. Phanh 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 xuống đây. Áo gấp quá, xe lại dừng mất rồi. Chen 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 chen. Chen rồi. Chen bánh đằng sau. Xuống đủ. Lại xuống mất thôi. Mà xuống. Chắc chắn là xuống. Tôi tắt điều hòa đi được. Tôi hiểu điện. Điều hòa gì? Cái điều hòa nó không ấy nhưng mà. Không, điều hòa nó giảm. Đấy. Tôi tắt điều hòa đi chứ còn nóng kìa. Điều hòa mở cửa em, mở cửa. Tắt điều hòa mở cửa em. Hải cửa đấy đi, sao đằng nào xong rồi xuống. Bỏ thôi chứ không bây giờ mà ấy rồi chết. Chạy chạy lên đây, chạy lên đây. Chạy lên đây, chạy lên đây. Được rồi, tốt rồi. Xe đứng lên là ngay được. Này cũng vừa mới sạt lở xong. Thỉnh thoảng lại có những đoạn sạt lở như thế này. Hiện nay chúng tôi đang thay đổi hành trình. Không đi theo đường kia mà đi theo một lối khác. Qua huyện Phong Thổ nhỉ? Hay là qua huyện Phong Thổ. Mới sạt lở đã được dọn sạch. Tắt điều hòa đi mạnh khối. Thằng kia cũng vậy, cũng sạt lở. Không được về nó ngon rồi, về bỏ hết kẹo đi. Đang đâu để ăn bữa cơm trưa. Con đạt.
này chỉ có mình mũ bánh được thôi chứ. Cứ sạt nở và sạt đó. Như thế này thì ngày mưa thì đi làm sao? Rất may đoàn đã hoãn chuyến đi đến tận một tuần, hôm nay lại đi tiếp tục. Đây là hai đó băng này ở sạt đó hết. Trước đi là phải ở đây mấy ngày. Cưới chắc đám cưới cô dâu bé kia ăn tao đi nhá. Bọn này nó chỉ mày tao thôi, vì ở đây là bọn nó làm mặt rời ra trước là anh không phân biệt tạt nó xe vừa hồi xong thổ dân mà tạt lòng cân đầu trần đất này thì nó chẳng có gì mà lên rất cao. Khi sinh ra ở đây rồi thì trèo đi đâu ở chân điện sinh ra ở đâu thì phải âu lên con ở đây thì có xe đây cứ sạt vào cậu đấy mình lại xin mình lại đi ngó đấy sạt nở nhiều như này liên tục cái này thì ừ sạt nở này kinh điển phàng ngào đấy đường ngoài phàng ngào không phải không nó đã dẫn đường thì bà cứ phải tin được à, không không sang thì vừa mới dọn đi còn gì đó chỗ này chưa dọn hết đây này đấy thôi này tên gì nhà cửa còn hết đi nhỉ nếu không vào khu bà là phải nếu mà đi vừa thì không đi được đường đấy đấy ra được mưa rào mai không ra được ra xong là đi luôn mưa rào á sao thì không mưa rào cái này chảy cứ thế là nó chảy thôi thôi thống nhất là cứ vào là xong cái là đi luôn xin phép là đi luôn đi vào nghỉ được hôm nay có vào đi vào được không xe kia còn đi được xe to nó còn đi được mình vừa đi qua à mái kinh nhỉ hay à trời đẹp chưa đấy chắc là mới vừa hôm nọ hôm qua kia thôi đấy chưa dẹp kịp mà chưa dẹp kịp hay sao đó cứ như thế này tôi là người gì đấy đó à xe này nó được phải đỗ để cho mình đi hả cái bảng sàn hết đấy chúng đấy đúng rồi. Đi đường đi cái đường dễ đi cái bảng đấy là đi tăng ngọc đi mà dẫn đi đấy nha đấy là cho tăng xá tăng ngọc thì nó lại không được bất nở núi nở đường kia đấy đúng rồi người ta dân ở đây chèo cao mà đây vậy cũng đúng bây giờ để tìm được lắm ấy rất khổ những đoạn đường rất khổ do sạt lở ui đá này hay nhỉ anh em đã phải tốt lên tôi đã lên độ cao rất cao nhìn xuống dưới là độ cao ô sô vào cao độ cao rất lớn đây đi dưới cây lên nhở nhưng mà sạt xuống cái này thì đi thế nào đi làm sao được nước rồi vâng bốc nước phát nước cho anh em xin lỗi máu rồi bây giờ máu một bản sán tùng có vẻ nhỏ hơn đồ xi măng tuy nhiên là vẫn có để làm bảng xe vào đó nếu nhập là cho hết giờ mình nổ trưa 11 giờ 12 giờ chiều 17:30 đến 19 giờ đây là nổ mìn tình đành dở dang rồi. Bánh đầu ấy, ôi, không biết được sao, những xe thì gặp xe mẹ ngoài lái được thì cũng bánh đầu. Không phải không phải.
đúng không phải. Tôi hỏi được. Từ trong trái tim cuộc tình yêu là thế khó về giải lao, tiếp tục đoàn về giải lao, một khu rừng nguyên sinh thì phải, à, nhưng mà bị chặt phá hết rồi. Còn toàn cây nhỏ, vẫn còn cách bản xa lắm, thấy người dẫn đường nói như vậy. Đường đến bản rất gian nan, chúng tôi đứng hạ độ cao. Độ cao lên rất nhiều các phóng viên tác nghiệp đường live stream để truyền những hình ảnh trực tiếp về quê nhà. Đây đường mua tay áo như thế này rất nhiều. Người ta hạ độ cao nó phải đi như thế chứ. Sang bên kia bắt đầu lại hạ độ cao. Và chúng tôi sắp hạ độ cao một cách tuyệt đối. Bo rồi. Xe lại bị ba tê lê rồi, không vượt lên được. Ảm ơi, thấy các bạn phải hỏi thăm và nói chứ. Xe lại bị ba tê lê, đoàn lại phải đi bộ. Xin chào, người ra đón anh em hả? Ừ đấy, anh em chả biết đường ở đâu. Đây rồi, đường Hương Dân, Tà Ngạo. Nói là bản là mãi vế bên kia. Quay mở, mà nước rất đầy. Người ta lấy ở suối về chứ còn nơi đâu. Chắc chắn là người ta lấy ở vế bên này sang. Có suối đây, có đường ránh đây. Cô chụp cho cháu cửa. Người lại phải xuống. Sát về bên này nhá, bên phụ nhá. Bị sạt lở nên là người lại phải xuống. Xe không bò được. Sắp đến Tà Ngạo đến nơi rồi. Tránh ra rìa để xe lên đây. Đi vào ép sát rìa cơ. Xe phải súng bắn điếu thuốc lào để cho nó đảm bảo được tinh thần. Người dân đường, lái xe. Xe lại lăng quá. Xe lại không đi được. Lắm mấy lần tôi không ngại bằng ông. Bao nhiêu lần tăng bò như thế này. Đúng là một cuộc cả hành trình gian lao. Đấy, xe đã bò lên. Xe không, và gã. Còn anh chị em thì đi bộ. Điện lưới đúng không? Chưa có điện lưới. Dân đang dùng thủy điện tự phát, motor nhỏ của Magen Trung Quốc. Anh em đừng nói không đi không biết xin hồ. Đi rồi mới biết gian lan thế này. Lại đi bộ tiếp. Giày đâu rồi, lém đi rồi à? Thật khổ rồi. Giày biêu bục quá. À, mua phải giày xịn quá. Ở Hà Nội đó. Bị rách giày. Đấy, thanh niên Hà Nội giày rách bục. Đi tung cả giày. Mai ra ngoài kia mua dép khác. Lên xe đi, đi chị em ơi. Lên xe đi, khẩn trương, trời tối quá rồi. Tôi lại cho mượn dép đi. Này. Hạ quăng này, cháu quay. Sư mày, người. Anh ơi. Đấy, bây giờ còn tối say ấy. Đấy. Lên tiếp. Thằng này cho chạy. Thằng này cho chạy đâu lấy xe máy. Ôi, đến đây rồi. Bàn chân bàn. Đã đến bàn. Lên rồi.
đây ở tạm trú này. Tạm trú. Đây ở tạm trú ở trong nhà này. Lên đây rồi. Ở xin mang ở nhà mang ra đã mang ra đâu. Tức là nhà nước có cho tiền làm. Vâng. Mà nhà nước mua ni lông về nằm nhà cho bạn ra hết. Hết hả? À xóm ở bản ta là có 28 gia đình phải không bá? Cô Thi Việt Hùng nhá. 20 hộ. Đứt hết. À 20 hộ đứt hết. Vâng. Còn 8 hộ là mướn ở nhà mướn của. À ra còn 8 hộ, như vậy là 20 trên 28 hộ đã bị chân sạt lở đất lấp phá hết ạ. Đó, sạt lở đã hết là 20 hộ. Vâng, 20 hộ. Còn 8 hộ là nhà hướng ở, nhưng mà cái ngày là sự quá đỉnh, tất cả thì hết như thế. Vâng ạ, báo cáo bác ạ, đây là cô Thi ạ, trưởng đoàn ạ. Rồi, vâng, cô Thi trưởng đoàn. À, có ý kiến gì về trong cái cuộc chuyến đi này ở cô Thi nhỉ? Cô bảo là, cô ở già như thế này, đây. À, còn các ông hát, còn bố mẹ hát, còn cô là 78 tuổi rồi, 78 tuổi rồi, nhưng mà năm nay như thế này. Dạ vâng ạ. Dạ, năm nay thì là cụ 78 tuổi. Ừ, 78 tuổi rồi, năm nay là 78 tuổi rồi, nhưng mà năm nay là khổ như thế này. Vâng. Ủa, từ sáng là các trẻ con là đi trồng giỏ hết. Vâng ạ. Cái trông quang xe trâu là mẹ nhảy hú đi một tí nhà này là hồng, nhà bên kia là hồng, dạ, vâng nhà bên kia là hồng, nó bảo hú chẳng biết thế này một tí là chạy hết. Vâng ạ. Một tí là chạy hết. Vâng ạ. Như vậy là người chạy được như thế là rất quý ạ. Chạy đến là vâng. Không những ngày, nhưng mà cái nhà cái thứ bé rồi. Vâng ạ. Tức là các chị ạ. Chào chị. À các chị trông cũng rất trẻ. Các chị đã có gia đình chưa? À có rồi, à, bạn bên này chắc chưa hả? Bạn bên có gia đình chưa? À cũng có gia đình rồi phải. Gia đình ta có còn của cái gì không? À vâng. Vâng không, thế như bạn đã ở riêng chưa? Ở riêng kia chưa? Ở riêng. Ở với bố mẹ à? À ở với bố mẹ. Thế nhà nước lần này có làm nhà cho bạn không? À, không, thế làm được cho bố mẹ mà. À, rồi, bố mẹ làm có nhà thì con cái cũng được nhờ. Phỏng vấn như thế nào? Nhưng trông những gương mặt cũng rất buồn. Bởi vì là họ cũng đều là những người có nhà cửa và có một cuộc sống bình thường. Và bây giờ là đương ở những phút lều như thế này. À, chào em. Thế em đương học lớp mấy? Đương học lớp mấy kìa? À, sao lại bỏ học sớm thế? Hả? À, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Em 13 tuổi. 13 tuổi là vẫn phải đi học nhá. Bây giờ lại đi học tiếp đi. Sắp đến năm học mới rồi nhá. Ờ. Những người lớn lớn rồi thì học hết rồi. Thì... À, chào bạn. À, bạn tên là gì nhỉ? Tên là Lồ. À, bạn Lồ đã dẫn đường chúng tôi phải không? À, bạn rất là nhiệt tình. Bạn ở xã khác đúng không? Bạn cách đây... À, cách đây hơn 2 km, hơn 20 km và đã dẫn đoàn chúng tôi để hoàn thành nhiệm vụ trong lần này. À, chúng tôi thay mặt đoàn rất cảm ơn bạn nhé. Phía trên kia tiếng cưa, những ngôi nhà được mới dựng, bà con sẽ định cư trên mảnh đất này. Anh là trưởng bản ạ. Vâng ạ. À, anh tên là gì ạ? Anh nhỉ? Anh tên là gì nhỉ? Tên là mình. Cũng tên là mình ạ. Vâng. Vâng, vâng. Tức là họ tên đầy đủ là gì mình? Hà A Mình. Hà A Mình. Vâng, tên chúng tôi đọc rất khó. Thế tinh thần là... Trong cái cuộc sạt lở đất thì hình như có 20 gia đình bị mất trắng phải không anh nhỉ? Vâng, 20 gia đình làm bị mất trắng. Vâng. Tất cả trong bản là có 28 hộ. À, dạ. Chắc là cũng có rất nhiều đoàn tài trợ đến đây đúng không? Vâng, đây thì phần tối cũng... có rất là nhiều đoàn về. Vâng, như vậy là thể hiện cái tinh thần dân tộc. Chúng tôi thì ở rất xa, chúng tôi đi từ 2 giờ sáng và bây giờ mới tới đây. Vâng, vâng cũng rất gian nan, đi còn lạc đường. Đấy, và đi đến đường kia thì bị tắc đường, không đi được, lại phải đi qua theo một đường con đường khác. Hôm nay là mình thử là chắc là các tài xế cũng suốt ngày đi rồi thì đấy. Và biết cái đường đấy, kia nó bị đó. Tát rồi thì chắc nó vòng dưới kia, nhưng mà lại tiến thảm vào cái đấy thì chắc phải tát rồi. Vâng. Thế những ngôi nhà kia là vừa dân làm và nhà nước hỗ trợ? Cái này là chỉ có mình thôi họ, mình thử thôi họ là nó làm đâu, cả nhà nước chỉ có hỗ trợ một phần nào thôi. Vâng.
chỉ một phần nữa. Anh khả năng mua đất trên này rồi. Mua đất trên này rồi. Còn lại còn những hộ nào ai có mà đây rồi thì ai cứ nhận chi tiết nhá. Đọc đi, đọc tên những người đấy, người ta đứng vào đây này. Cứ vây vây này chết, còn anh đây, đây nhìn chân của Hải này, đấy. Đi có đọc 6 cây, đi đọc 6 cây số với đôi giày đây. Đây. Đây, nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa? Không. Nhìn thấy chân Hải chưa, Hải béo chưa? Mất chân này con đúng rồi. Ta ở đây còn đẹp trai hơn anh đấy. Điều kiện rất khó khăn, cho nên chúng tôi cũng phát quà ngay trực tiếp đối với các hộ dân. 28 hộ đều được có quà. Một xin. Có cái này không rồi. Thì cũng không ai mong muốn. Cái nhưng mà bạn được biết tin nè, bản ta là vừa rồi là chị vừa qua thì bạn có mỗi một hộ gia đình là 20kg gạo với 500.000. Phong bì thì cũng chỉ có 500.000 thôi, nhưng dù sao nó cũng đỡ đi một phần nào trong cái vụ tai nạn. Nào cũng vẫn vượt qua mà. Cứ cầm hết ra tay cho em, cầm ra tay cho em, nhớ đâu có sót người nào rồi đến lúc bọn em ai lấy, cứ cầm hết. Thế nào nhở? Bây giờ như nào nhở? Mỗi đôi không có thi đâu nhở? Không mặc này, em mặc này. 9 xuất. Cứ một tập thì đã, cứ đừng về vội, cứ một tập đó. Lớp 10 à? Lớp 10 cái đấy. À đấy là hai à, một đứa lớp 6, một đứa lớp 10 à? Đây là vở Oli. Oli là ai lớp 1? Lớp mấy? Lớp 6. Lớp 6 à? Một lớp 1. Phim gì có cái? Anh ra phim dịch. Hai đứa. Hai đứa lớp 4. Một lớp 3, một lớp 4. Một đứa lớp 3, một đứa lớp 4. Lớp 1 này, lớp 3 này, lớp 4 nữa à? Lớp 4 nữa. Lớp 6 vở này. Lớp 6 vở kia. Lớp 6 vở này. Thế là có 3 đứa, 1 đứa có đi học? Hỏi từng người một. Hỏi từng người không đi học. Là nhà mình có con cháu học không? Có, có 3 người. Thế là do có một đứa là học lớp 8 rồi, lớp 1, có một đứa là học lên lớp 5, lớp 6, cứ phát trước cho mấy người một bổ đá xong rồi tí nữa thừa lại thì mới chia sao. Còn tí là cứ bao nhiêu người là cứ phát rồi là coi thôi đấy. Cứ phát rồi là thôi đấy, cứ là cầm đấy, không phải lấy lại đâu. Bác có không? Có. Nhưng mà đã phát rồi là thôi đấy. Chứ không là lấy lại, không lấy lại. Phát rồi là thôi. Vâng, bác hát cứ cầm. Vâng, những người có mặt là phải có. Còn nếu không có mặt thì thôi, một chút thì hết rồi. Nhà tôi còn cứ phạt hết đi. Có hai đứa. À đấy, hai đứa.
Vâng. Người có mặt đây là phải nhận được quà. Vâng. Đúng là những tấm quà rất nhỏ nhưng mà đầy ý nghĩa. Nói gọi là phát quà trực tiếp là có mặt là phát. Còn anh nào chưa có mặt thì để lại. Không biết tiếng Việt à? Sợ không biết tiếng. Con cho cô. Rồi. Người ở đây đã, vâng. Anh cứ ưu tiên cho những người ở đây trước đi nhỉ? Vâng. Đúng rồi, thì cứ phát một bút. Cứ phát hết đi, đủ đi. Rất nhiều mà. Vâng, vâng. Sao không ra nhận quà con ơi? Hả con? Sao không ra nhận quà? Hả? Sao con không ra nhận quà? Đương phát vở như thế kia. Hả? Cái gì? Bác hả? À bác nhận cho hả? Ừ thế con ra nhận quà có bút vở. Ồ con khởi. Và con rất phấn khởi. Những phần quà đã trực tiếp phát lên bà con. Một việc làm rất thiết thực của đoàn cô Thi Việt Hùng. À, xin chào cô Thi, cô phát biểu cảm tưởng gì về trong cái cuộc đi chuyến đi lần này nhỉ? Chúng là chuyến đi lần này thì cô thấy cũng có một chút ít gian nan, thế nhưng mà cũng là rất chia phấn khởi. Vâng. Vui mừng là đoàn cũng đã được đến tận nơi và san sẻ những cái tình cảm chút ít, một chút ít quà nhỏ để cho bản ta cũng là cái vừa khó khăn này, vừa gian truân này, vừa vất vả lại vừa phấn khởi, vừa vui mừng với chúc bà con ta ở lại là làm ăn khôi phục lại kinh tế, luôn luôn mạnh khỏe để khắc phục mọi khó khăn, nhất là các em cố gắng chăm học cho nó thật giỏi vào. Sau này mai đi công tác, con đi ra ngoài thành đạt. À, xin cảm ơn cô nhá. Vâng, tên là khỏe nha. Cảm ơn cô ạ. Cố gắng nha, cố gắng đi, cố gắng học thật giỏi vào nha. Đóng này rơi con này, rơi xuống mất này luôn á. Rồi đó nha. Đó, nay nhớ tôi được coi, nhớ tôi được coi cũng đi học kia. Đi học lớp ra là và đồng chí trưởng bản. Cứ không biết, vẫn trẻ lắm nhỉ. Rồi, vẫn trẻ lắm. Mấy con rồi bạn ơi? Mấy cháu nhỉ? Hai con. À, hai con. Rồi, đấy là đủ tiêu chuẩn. Đi làm trường bán thì đủ tiêu chuẩn. Bye bye. Bye bye. Đấy, vẫn đến tiền xong rồi.